Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19. Sự hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tỉnh, tính đến 16 giờ ngày 27 tháng 8, tỉnh chưa ghi nhận ca bệnh mắc COVID-19. Toàn tỉnh hiện nay đang cách ly 778 người. Tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương rà soát, xác minh các đối tượng nguy cơ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đối với sự kiện, có 2 đối tượng nguy cơ từ Hải Dương về tỉnh Hưng Yên. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các địa phương đơn vị nhanh chóng kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ở cơ sở, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác xét nghiệm kịp thời, hiệu quả, xử lý nghiêm các tập thể cá nhân không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, hoàn thành công tác kiểm tra lần 1, công tác phòng chống dịch ở 5 huyện còn lại và xây dựng phương án kiểm tra cấp tỉnh. Quản lý chặt chẽ các cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại khách sạn đối với chuyên gia nước ngoài, tiếp tục thực hiện việc truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ổ dịch. Các ca bệnh xác định, ca bệnh nghi ngờ, tiến hành ngay việc cách ly y tế phù hợp theo quy định 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối cùng với ca bệnh hoặc đối tượng có nguy cơ cao. Duy trì hoạt động và phát huy hiệu quả của 13 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh, tăng cường tuyên truyền các nội dung về hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là cài đặt phần mềm ứng dụng Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm COVID-19. Có phương án hỗ trợ đưa công dân Hưng Yên đang ở Đà Nẵng có nhu cầu về quê sinh sống, làm ăn, chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ khai giảng năm học 2020-2021, bảo đảm an toàn, tiết kiệm.